chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô chú anh chị và các bạn trên kênh của Ba Mẹ Cồn. Thì Sài Gòn ngày hôm nay là 26 tháng chạp, còn 4 ngày nữa thôi chúng ta đón giao thừa. Thì các bác biết là hôm nay là ngày 26, là ngày cuối cùng của những người dân Việt Nam đi làm công chức á, công nhân viên chức luôn. Thì đi làm, cho nên các bác thấy không, bây giờ là mọi người đang đổ về miền Tây đó bác. Con đường này là con đường Nguyễn Văn Linh, và Ba Mẹ Cồn đang hướng này là hướng đi về miền Tây. Có thấy không, người ta chở đồ, có nhiều người người ta chọn là xe đò, có nhiều người thì người ta chọn đi bằng xe gắn máy. Những cái tỉnh như gần Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, thậm chí Cà Mau cũng có người chạy xe gắn máy về luôn. Đó là một cái, nhiều khi là một cái niềm đam mê, một cái thú vui gì đó. Thì bây giờ là 8 giờ tối rồi đó. Thì bình thường các bác, hiện tại bây giờ là vô mùa Tết rồi, bắt đầu là bây giờ Ba Mẹ Cồn sẽ tăng số lượng video lên nha các bác. Ba Mẹ Cồn sẽ cố gắng quay hết những cái không khí Tết ở Sài Gòn, hết tất cả mọi ngõ ngách, Ba Mẹ Cồn chạy đi quay hết cho các bác xem, sáng cũng như tối. Có lẽ là sáng cũng quay và tối cũng quay, thành thử ra phim nó hơi nhiều, thì các bác cứ từ từ mà xem. Và có một cái điều rất là trùng hợp với bác, Ba Mẹ Cồn vui lắm. Đây, hướng này là hướng đi về miền Tây đây nè, họ thấy ôm cua về quốc lộ 1, Ba Mẹ Cồn quẹo về hướng Sài Gòn. Đây là cầu vượt Bình Thuận. Quẹo trái chúng ta đi về miền Tây, quẹo phải chúng ta vô Sài Gòn. Ba Mẹ Cồn khó hiểu quá bác, thật sự luôn á. Hồi lần trước Ba Mẹ Cồn đi Đà Lạt về cũng vậy nữa. Mỗi lần mà Ba Mẹ Cồn đi với Ba Mẹ Cồn quay Đà Lạt, Đà Lạt phát một cái là rồi thôi xong phim. Lần trước Ba Mẹ Cồn nhớ là Ba Mẹ Cồn đi Đà Lạt về cái là mỗi phim của Ba Mẹ Cồn có 7-80 người xem mà. Thì bây giờ tự nhiên Ba Mẹ Cồn vừa mới đi Đà Lạt về cũng y chang vậy luôn. Giờ mỗi video đăng lên có nãy giờ có được có 100, 101, 102. Trong khi đó mà bình thường là giờ này là Ba Mẹ Cồn phải được cũng 1.000-2.000 người xem rồi. Nó giảm 1/10, nó giảm 90% luôn á. Có thấy kinh khủng không? Trên với Ba Mẹ Cồn nó có nhiều cái độc lạ lắm, khó hiểu. Vậy thôi, giờ là số lượng người thì ít đi, thì bây giờ Ba Mẹ Cồn sẽ bù lại cho các bác, là Ba Mẹ Cồn sẽ đi quay phim nhiều hơn nghe. Tại vì 100-200 người này là coi như là những các cô chú anh chị và các bạn thân tình của Ba Mẹ Cồn lắm á. Theo Ba Mẹ Cồn chắc ít nhất cũng phải là 3-4 năm rồi đó. Cho nên dù có như thế nào nữa, dù Ba Mẹ Cồn có quay phim gì đi nữa, các cô chú anh chị và các bạn cũng đều ủng hộ Ba Mẹ Cồn hết. Nói chứ xin thưa các bác, Ba Mẹ Cồn đang bị YouTube nó đì á bác. Không biết lần này nó đì cho Ba Mẹ Cồn trong bao lâu đây. Rồi ở đây mình quẹo tay phải mình vô chợ Bình Điền rồi bác. Còn cái cầu này là cầu Bình Điền. Hồi nãy mà mình quẹo tay trái á, là Ba Mẹ Cồn đi vào chợ Đệm. Các cô chú bác thấy Ba Mẹ Cồn nói đâu có sai đâu đúng không? Cái hàng YouTube này nó ghê lắm các bác. Nó không đì ai thôi chứ nó đì một phát một là coi như là YouTuber sợ xanh mặt luôn á. Đó, đang đường mấy ngàn người video trong một video cái đụng rớt xuống còn có 100-200 người đó, chuyện này là có thật đó nha bác. Chứ không phải là phim hay hay là kênh có đăng ký subscribe nhiều là ngon đâu. YouTube mà nó đi một phát một là ngóc đầu nổi đó. Rồi còn bây giờ thì xin mời các bác cùng với Ba Mẹ Cồn cố gắng nha, vượt qua cái cơn đì của YouTube. Ba Mẹ Cồn sẽ cố gắng vượt qua cái cơn đì của YouTube để vươn lên, ngóc đầu lên, không có cho nó đè đầu xuống được, bây giờ mình phải ngóc đầu lên. Thì hy vọng là các cô chú anh chị và các bạn ủng hộ Ba Mẹ Cồn bằng cách là cho Ba Mẹ Cồn một like. Rồi đây là cầu Bình Điền đó, trời ơi đèn lên luôn nè, sắp sáng cầu Bình Điền này. Ngày hôm qua Ba Mẹ Cồn đi là cái cầu này nó không có cái đèn này quá đó, bây giờ được thắp sáng cái cầu này rồi. Cái cầu này cũng là một cái vị trí quan trọng của Sài Gòn nha bác. Nơi này hồi xưa trước năm 75 là lúc nào cũng có lính canh gác nha bác. Từ dưới chân cầu lên giữa cầu, ở đây là gồm có 4 chốt canh gác, 8 chốt luôn á.
cây cầu này là hiểm yếu lắm, nó mà sập cái là bắt đầu là cái đường giao thương là nó bị ngãn liền, khó khăn lắm. Mà muốn rời khỏi Sài Gòn là bắt buộc phải đi qua cái cầu này. Hồi đó đi về miền Tây chúng ta có bao nhiêu cái cầu ta? Rồi bên kia có thấy không, lượng người đang đổ về nè, đó. Đó, lượng người đang đổ về quê bắt, đi xe máy về á. Và lần này thì theo ba mấy cầu thấy hình như là nó không đông bằng mấy lần trước. Mấy lần trước đông ghê lắm. Chắc có lẽ là do Sài Gòn cách đây một tháng công ty cho nghỉ cho 10.000 người rồi đó, thành thử ra họ về quê trước rồi. Tối nay ba mấy cầu sẽ chở bác đi một cái chợ hoa nha, chợ hoa rất là lớn, chợ hoa lớn nhất Sài Gòn luôn á. Bên tay trái là đường Trần Đại Nghĩa để đi về khu công nghiệp Lê Minh Xuân. Trời, mùa Tết đó, ba mày còn thích lắm bác, các bác thấy không, hoa bán khắp nơi nè.
tay trái là chúng ta về xa lộ Đại Hàn. Ở đây có quán Lương Sơn Quán nè bác, nhưng mà giờ đi rồi, giờ về Hồ Học Lãm. Bán dây tắc nè, các bác thấy không? Tết nhất bà mày gò thấy khóa vô đó. Khắp nơi đời người ta đem hoa, đem bông ra người ta bán. Bông giấy nè. Hoa hướng dương nè. Hướng dương này đó nó tốn nhiều nước lắm nha bác. Mấy cậu đang đi ra đường Kinh Dương Vương rồi bác. Hồi xưa con đường này nó mang tên là quốc lộ số 4. Ở bên tay phải ba mấy cậu đây có cái cơm tấm cây sung nè. Ủa nó dẹp rồi hả? Quán cơm tấm này đắt lắm nha bác. Đông lắm. Mà giờ mày dẹp rồi. Có bán đất sạch trồng cây. Coi cơm tấm này đông lắm nè. Không biết nó giờ đi đâu nè. Nghỉ bán ngủ quá ha. Rồi nơi đây người ta gọi là ngã. Đây là ngã tư. Ngã tư này là ngã tư gì ta? Ngã tư An Lạc. Đây là ngã tư An Lạc. Quẹo trái là mình ra cái xa lộ Đại Hàn, mà quẹo phải mình đi về Lạch Cát. Hồi xưa con đường này nó có tên là con đường Lạch Cát đi Bà Hôm. Bình thường bác thấy nó vắng không? Bây giờ dịp Tết rồi là con đường này nó đông đúc nè. Con đường này là con đường duy nhất ở trong Sài Gòn mà xe giường nằm được phép chạy nha bác. Tại vì con đường này nó dẫn mình đi về bến xe miền Tây. Mẹ có tiền lẻ không? Vô bến xe miền Tây chơi. Vé chứ giờ để ba mấy cậu chạy vô cho bà con cô bác xem bên trong bến xe miền Tây nha, coi tình hình bà con ta đi về quê sao. Hình như ba nhớ hình như mười mấy ngàn. Hướng này hướng đang đổ về miền Tây nè. Đông lắm, đông lắm. Bên đây phải bán dưa hấu nè, bán cúc nè. Có nhiều người ta mê mấy cái chậu cúc này ghê luôn á bà con. Cái chậu cúc này nó mắc lắm nha, chứ không phải rẻ nha. Cúc hầm xôi nè, bông nhân thọ nè. Mấy cái chậu cúc bự bự này chắc cả triệu á nha bác, không có rẻ đâu. Rồi cây mai nè. Đây.
bên tay phải này hồi xưa trước năm 1975 đó là bộ chỉ huy tiền phương cửa ngõ Tây Nam là đóng ở đây rồi đó. Rồi tới diện qua bên tay trái này hồi xưa đó nơi đây là đóng sau năm 75 á, khi mà mở cái mặt trận bên Campuchia đó bác, thì ra đây là có một cái tiểu đoàn phòng không không quân, tiểu đoàn tên lửa 276 thì phải, ba mươi còn nhớ là vậy, tiểu đoàn tên lửa 276, tiểu đoàn này trực thuộc sư đoàn 367 phòng không không quân đó bác, đóng ngay là đây luôn, ngay chỗ chung cư nè. Bây giờ nơi đây được gọi là khu công nghiệp kỹ thuật cao. Thành thử ra đây hồi xưa ở đây có mấy cái tên lửa đó. Thành thử ra người dân ở đây người ta gọi là khu này là khu tên lửa. Trước năm 75 thì tên lửa người dân người ta gọi là quả tiễn đó bác, mấy cái quả tiễn đó. Bên đây là Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân. Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân này thì nó tương đương với trước năm 75 là nó là tòa hành chánh đó bác. Đó ngày mai nè. Bông là tay trái này hồi xưa đó là An Dưỡng Địa. An Dưỡng Địa là một cái nghĩa địa đó bác. Rồi giờ ba mới gồm quẹo trái ha, ta quẹo phải chứ. Vô đây là bến xe miền Tây rồi bác. Để ba mày rồi chạy vô trong bến cho bác xem luôn nha. Bữa giờ này các bác thấy không? Đó, đông đúc ghê không? Đó, giờ mình vô bến luôn nha. Chạy vòng trong bến cho bác xem. 4.000 mà. Đó, mình vô bến là mình phải tốn 4.000. Học sinh sinh viên xuất trình thẻ được miễn phí. Vào cổng đi học đi xe buýt. Trái này là gửi xe nè bác. Ai mà muốn đi về miền Tây á, mà cho tiết kiệm á, mình chạy xe ra đây khỏi đi taxi đó, mình gửi đây, gửi bao nhiêu ngày cũng được bác, tầng trên tầng dưới tầng gì cũng được. Trời ơi, có những chiếc xe nó cũ xì luôn á, chắc nó gửi lâu lắm rồi đó. Đây là bên trong. Bên tay phải này là cái xe hay là bãi trả khách nữa bác. Bên tay phải là bãi trả khách, văn phòng điều hành xe buýt là ở đây bên tay phải luôn. Hầu hết là tất cả xe mà khi mà vào bến là đều tấp ở đây nè bác. Chở bác
đi dạo vòng vòng Bến Tre miền Tây nha. Bến Tre miền Tây những ngày Tết. À, xe Vị Thanh này đi về Cần Thơ nè bác. Ôi chà. Ôi chạy giữa hai làn tên, hai làn đạn. Ôi chà, kẹt xe. Ôi chà. Bến xe Phương Trang, xe Hảo nè, xe Mỹ Duyên nè. Xe này đi Đà Lạt nè, mới về luôn. Xe này là xe đi Đà Lạt nè bác, mới từ Đà Lạt về luôn á. Trời ơi, xe ngập tràn xe. Xe này Tuấn Hưng chuẩn bị khởi hành nữa bác. À, Tân Thanh Thủy. À, xe dừng nằm cao cấp nè. Đó. Xe giáp dịp nè, Quỳ Nghĩa. Đây là cửa số 1. Ui chà, xe Hồng Cường. Đường chiều với ta. Xe giáp dịp nè. Nắm căng là Cà Mau. Xe Văn Lan nè, xe Mỹ Duyên nè. Con đường ra mà nó kẹt cứng ngắc này nè. Biết nào cũng xuất bến hết. Trời ơi, kẹt cứng ở trong bến xe miền Tây luôn đó bác. Đó, do đây nè. Rồi mình len. Trời ơi, đó quá thấy không? Miền Tây. Miền Tây kẹt cứng ngắc. Kẹt trong bến luôn. Bến Cát này Bình Dương nè. Đây. Anh ơi, đây, xe máy ra chơi giùm em lên chạy ơi. Ok. Hết hồn. Chiều qua đến Sài Gòn đi Vĩnh Thuận 20 giờ 10 xe đậu khu vực Bến Cát số 2. Sài Gòn đi Bùi Vĩnh Thuận đi 20 giờ 10 phút xe đậu khu vực Bến Cát số 2. Khu này của bến xe Phương Trang đi Ô Môn nè. Đi Cần Thơ. Nó đóng kìa, mày thấy không? Xe gắn máy gửi về quê đó. Xe gắn máy người ta bó lại hết hai bên đó. Các bác thấy không? Gửi xe máy về đó bác. Tôi về Phương Trang vận chuyển luôn mà. Mấy chiếc xe này là hầu như là xe gửi đi không đó bác. Nhưng mà phải rút hết xăng ra nha mày. Bọc lại hết, dán lại. Chị Tư rồi gì đó. Cần Thơ ngã 7 nè. Quá trời nè. Trời ơi, coi mẹ gửi xe về quá trời nè. Châu Đốc nè, Cà Mau, Vĩnh Thuận.
Phan Thiết, Mũi Né. Trời ơi, người ta rửa xe nhiều hết rồi luôn. Trời ơi, ba mấy người bất ngờ luôn á. Người ta đi xe đò mà người ta không muốn, người ta muốn đem xe gắn máy người ta về, nhưng mà người ta không muốn chạy các bác. Thành thử ra là các bác có biết sao không, là họ phải gửi xe. Ồ, là về dưới quê họ có xe gắn máy họ chạy khỏe ghê ru luôn. Rồi giờ ba mấy cậu sẽ chở bác đi đến một cái nơi nữa, đó là chợ hoa lớn nhất Sài Gòn nha bác, chợ hoa Tết. Các bác nhớ bấm nút đăng ký subscribe kênh ha, để cùng với ba mấy cậu đi đi khám phá Sài Gòn về đêm ban ngày luôn. Kênh này ba mấy cậu sẽ chuyên làm về Sài Gòn ha. Sài Gòn với ba mấy cậu, các bác sẽ biết được rất nhiều thứ về Sài Gòn. Đoạn đường này đường Đỗ Đăng Tế bác, để vô là chùa Huệ Nghiêm. Hồi xưa đó là ăn những địa Phật Phật viện Huệ Nghiêm. Đói bụng hả? Thì dẫn mày đi ăn. À, mới ăn có dĩa cơm nó tắm à. Giờ mày muốn ăn gì không? Mày dẫn mày đi ăn. Ăn bún quậy Phú Quốc không? Ăn hủ tiếu gõ không? Cháo hả? Cháo đâu ăn? Ôi ôi, bữa giờ ăn cá lóc lên Đà Lạt cũng ăn cá lóc, giờ ăn cá lóc nữa mẹ. Mẹ không ngát nữa. Cho chắn dịch muối ở đây làm gì có bán. Giờ mẹ món ăn món nào nó trung tính đi. Nghĩ sao mà ăn cháo trắng không dịch muối. Trời ơi, đổ đóng luôn kìa. Thôi đừng mua. Đừng mua. Trời ơi, dày hiệu không đó nha. Có 130-150 rồi quá. Thôi mà đừng mua. Đẹp là thấy đẹp thiệt, nhưng mà đừng mua. Đó, ba mua một đôi, ba cũng mua lề đường nhá. Ngày nay nay đàng hoàng luôn á. Ngày nay Adidas đó, mấy cái hiệu đó đẹp lắm, mẫu mã đẹp lắm. Mua về cái đợt mà đi lên đi chạy á, trên núi ở lên phố gì đó, trên Đồng Nai á. Đi bắt đầu thấy cũng mang ngon lành, người ta đi qua người ta lội nước, mình đi lội suối. Lát nữa keo biết gì nó nở bét hết trơn, lục dục luôn là vậy. Đi chứ không về luôn á chứ. Cho nên đừng mua mấy đôi giày này, nó dở lắm. Đây là con đường này, đường tên lửa đó bác. Bây giờ ba mấy cậu sẽ chở bác đi vào cái chợ hoa lớn nhất Sài Gòn đó. Lớn nhất Sài Gòn luôn á, ba mấy cậu nói thật đó, không nói dốc đâu. Đây là chợ hoa lớn nhất Sài Gòn đó. Bên kia là siêu thị Bình Tân ha. Đó, bán mai quá trời luôn đó, bác thấy chưa? Chúng ta chuẩn bị vô khu bán hoa rồi đây. Hồi xưa là mua bông mua hoa gì phải về trung tâm Sài Gòn mua. Mà xin thưa bà con quá, bây giờ không cần nữa, ở các quận huyện đều có hết. Quan trọng là mình có tiền hay không thôi. Mà bây giờ đi ra quận nhất mua lạng quạng là tiền nó còn mắc hơn nữa. Bến Thành Đông phải không? Rồi ok luôn. Rồi thôi, ba mấy cậu xin chào tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.